À, hôm nay tôi mua một cái lạng sâu các bạn nhá, mua sâu quy này, nuôi để gây giống để cho chim, bắt đầu thử nuôi cái bé này thôi xem nó như nào. À, có một con sâu gì kia mà bò ghế kia, gọi là sâu cây kệ đó, cho nó bò đấy. Trước tiên là đổ sâu vào đây, cho sâu vào cái hộp giấy này. Sâu này là được độ khoảng 12-13 ngày, từ 10 đến 13 ngày. Mùi ghê nhỉ, đây. Cho ăn bằng cái bóng phơ, cho ăn bóng phơ. Bóng rất thơm, phơ nó bò lên à. Sao bò lên như thế này thế thì chống là được. Bò đi à. Để cho nó ăn lại xong rồi tính xem nó như thế nào. Chưa nuôi bao giờ nên chưa biết, có khả năng là nó đói nó bò đấy. Để cái này để kín như này, ồ bỏ hết ra chắn mỏng. Đẹp thấp bỏ thế thì nó cho bỏ à. Nhớ phải đẹp tao. Rồi. Cái này tạm thời như thế. Cái này đang để nó không bò này. Cái bát nào nó như là như lốc ấy. Nhôm, thịt trâu. Đấy, cho ở đây. Cho vào đây, ui giời đã bỏ ra ngoài bao nhiêu rồi. Cho vào đây, không biết có bỏ được không. Cắt cái nắp. Không có leo ra là nó cắt qua được. Đóng nắp. Anh cứ để nó ở ngoài cái thau đập quần, đập nó trơn luôn. Đóng nắp vào cho nó ấm. Cho mấy con ra xem có bò được. Cho mấy con ra ngoài.
chào đây.